Dạ vâng, chào tất cả các bác lại quay trở lại với UR Audio. Và ngày hôm nay thì bên em lại chuẩn bị lên đường một cấu hình combo để cho một anh khách hàng sống tại Hải Phòng tên là Thuân. Thì anh Thuân đã alo cho bên em và đặt cọc ngay một cấu hình combo giá thành là 18.200.000 đồng. Và trong cấu hình combo này nó gồm một cặp loa F931. Hiện tại đây là một dòng loa giá thành rất là mềm và cũng như là có cho ra cái chất lượng âm thanh cũng rất là hay. Và cái hình thức, cái đặc biệt là cái hình thức của nó bên ngoài thì rất là sang trọng, thiết kế rất là đẹp mắt đối với những cặp loa F931 này. Mà bên em đã cho lên rất nhiều cấu hình combo và phối kết hợp tận để bác đối với những cặp loa này rồi. Đấy, và tiếp tục là một dòng đẩy liền vang DSB10 trong cấu hình combo này. Hiện tại đây vẫn là cái dòng đẩy liền vang mà các bác rất là ưa chuộng và cũng như là tích hợp đầy đủ tất cả các chế độ chức năng hiện tại có trong cái dòng sản phẩm đẩy liền vang DSB10 này rồi. Thiết kế sang trọng và đầy đủ tất cả các tính năng, có tích hợp cả lọc xì trong con đẩy liền vang DSB10 các bác nhé. Hiện tại cái dòng sản phẩm DSB10 này đang có cái mức giá thành là 7.500.000 đồng và hỗ trợ bao ship code toàn quốc đối với dòng sản phẩm này. Và tiếp tục thì bên em muốn phối kết hợp cho anh Thuân một con súp bát 30, bát mặt, bát lòng chảo với model là 1018 của EB Pro. Tất cả trong cái cấu hình combo này, toàn bộ tất cả là của chính hãng của EB Pro các bác nhé. Một dòng sản phẩm và với thương hiệu rất khá nổi tiếng của Mỹ và được sản xuất và lắp đặt tại Đài Loan. Đầy đủ tất cả tem chống hàng giả và cũng như là cái sản phẩm này có cái chế độ và chế độ bảo hành rất là tốt, bảo hành 2 năm và hỗ trợ bảo hành trọn đời đối với những dòng sản phẩm loa hay là những dòng sản phẩm súp. Còn với những dòng sản phẩm DSB10 thì là bảo hành 2 năm các bác nhé. Đấy. Và cấu hình combo này tổng giá trị là 18.200.000 đồng. Đấy, một chút nữa thôi thì bên em lên đường đấy để lắp đặt cho anh Thuân sống tại Hải Phòng. Đấy, và ngày hôm nay thì một video để cảm ơn anh Thuân rất là nhiều vì đã ủng hộ và tin tưởng bên em. Và cũng như là chúc anh và gia đình có những sự trải nghiệm tốt nhất đối với những dòng sản phẩm này mà bên em đang phân phối và cho ra ngoài thị trường. Đấy, một cấu hình combo để chuẩn bị lắp đặt, lên đường lắp đặt cho anh Thuân. Bên em đã setup sẵn ở đây rồi. Đấy, và một video để test đầy đủ chất lượng âm thanh cho toàn thể bác đối với cấu hình combo này và cả test mic này. Đấy, và hiện tại bên em đang có cái chương trình tri ân các bác nhé. Đang có chương trình tri ân là khi các bác lấy combo này thì bên em sẽ hỗ trợ lắp đặt tại nhà một khoảng bán kính là 100 km đổ về. Đấy, và khi các bác là ở xa, ở trong miền Trung hay trong miền Nam thì bên em sẽ hỗ trợ bao ship code toàn quốc trong khu vực đất liền đối với những dòng sản phẩm hay những cấu hình combo này. Đấy, toàn thể bác. Đấy, và hiện tại bên em đang có cả chương trình là khi các bác mua combo thì bên em sẽ tặng toàn thể bác thêm một bộ mic không dây với model là BS500 cũng của EB Pro các bác nhé. BS500 chất lượng âm thanh cũng rất là khá là hay khi bên em phối kết hợp với cấu hình combo này rồi. Đấy, tổng giá trị cấu hình combo này đang được giảm giá 18.200.000 mà còn được tặng thêm một bộ mic không dây trị giá 2.000.000 đồng BS500 các bác nhé. Đấy, quá lời toàn thể các bác rồi. Và ngay sau đây thì bên em sẽ test qua cái chất lượng âm thanh để cho toàn thể các bác nghe được, thưởng thức được cái cấu hình combo này của anh Thuân nó hay thế nào, và cũng như là bên em sẽ test đầy đủ cả mic cho toàn thể các bác để các bác có thể tham khảo được những cấu hình combo giá thành mềm mà lại còn thiết kế sang trọng, hình thức đẹp mắt. Đấy, đáp ứng đủ mọi cầu toàn thể các bác, từ hát karaoke, nghe nhạc hay là cái hình thức để trưng bày thì cái cấu hình combo này đáp ứng đủ mọi yêu cầu tận thể các bác coi nhé. Đấy, và ngay sau đây thì bên em sẽ không để các bác chờ lâu thì bên em sẽ test qua một cái đoạn nhạc ngắn ngay trực tiếp. Đấy, bên em bắt Bluetooth qua cái dòng sản phẩm đẩy liền vang DSB10 này để cho tận thể các bác có thể tham khảo được cái chất lượng âm thanh của nó các bác nhé. Đấy, các bác đợi em chút thì bên em sẽ lên nhạc và cho tận thể các bác có thể tham khảo được luôn. Đấy. Rất là hay. Và ngay sau đây thì bên em sẽ test cái chất lượng mic cho ra của cái dòng sản phẩm mic này mà bên em đang phối kết hợp với cấu hình combo của anh Thuân có nhá. Đó, các bác đợi em một chút thì bên em sẽ test trực tiếp cái bộ mic này ở trong video này để các bác có thể tham khảo được với cấu hình combo này. Chất lượng âm thanh thì rất là hay rồi.
chất lượng âm thanh thì với một cặp loa F931 rất nhiều đường tiếng. Đấy, có tới 6 đường tiếng coi nhá, 6 đường tiếng cơ bản đối với những cặp loa F931 này. Đấy, và kết nối với đấy, với một cụp súp 1018 để cho ra chất lượng âm thanh rất là hay. Đấy, ngay sau đây thì bên em sẽ test thử cái chất lượng âm thanh bộ mic khi bên em phối kết hợp này các bác nhá. 1 2 6 7 6 7 1 2 6 7 5 6 7. Rất là hay, với một cấu hình combo cái giá thành rất là bình dân 18.2 triệu mà lại còn được bao ship code toàn quốc, lại còn được hỗ trợ lắp đặt tại nhà đấy ở khoảng bán kính 100 km đổ về quanh khu vực cửa hàng bên em, mà lại còn tặng thêm một bộ mic không dây trị giá 2 triệu đồng, quá lời tất cả các bác trong dịp thời điểm hiện tại các bác nhé. Đấy, và bên em đang chuẩn bị, và ngay sau đây thì bên em sẽ một chút nữa thôi thì bên em sẽ chuẩn bị lên đường lắp đặt cho anh Thuân tại Hải Phòng. Đấy, và cũng một làm video để làm kỷ niệm. Đấy, và lại em lại cảm ơn anh Thuân rất là nhiều, lại một lần nữa em cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh và gia đình có những sự trải nghiệm tốt nhất đối với dòng sản phẩm này các bác nhá. Đấy, anh Thuân nhá. Đấy, và chào tất cả bác và hẹn các bác những video lần sau.